Chào các bạn. Trong cái video lần trước thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái dự án Thambook, cách đăng ký kiếm tiền với cái dự án đó như thế nào. Thì các bạn lên YouTube, các bạn gõ chữ Lê Văn Lực vào đây thì chúng ta sẽ thấy được đây là cái kênh của tôi. Và cái video đầu tiên ở trên đây là cách kiếm tiền với Thambook và cách đăng ký tài khoản này. Thì chúng ta có thể là vào kênh của tôi để các bạn để xem một số các cái video khác. Đây. Đây là cái dự án Thambook, cách đăng ký để hướng dẫn các bạn là cái cách đăng ký tài khoản như thế nào. Và ngoài ra thì trên đây có một số các cái video hướng dẫn chúng ta kiếm tiền với dự án Tamodo này, cách đăng ký tài khoản với Tamodo là một cái dự án cũng rất là hay đấy. Và cách kiếm tiền với cái trình duyệt Brave thì chúng ta xem sang cái danh sách phát ở đây để chúng ta xem một số các cái dự án kiếm tiền mới đây. Đấy, và chúng ta có thể là vào đây để chúng ta xem lại cái cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản này như thế nào. Hôm nay tôi đã hướng dẫn rất là tỉ So get mỉ. this. Every 1.23 seconds, a new user. Để chúng ta bỏ qua cái quảng cáo này nhé. User goes to wix.com and starts creating a professional website. Xin chào các bạn. Hôm nay đã hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản rồi. Để như thế nào? Đấy, rất là tỉ mỉ, rõ ràng. Và trong cái video tiếp theo này thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta làm cái nhiệm vụ hàng ngày để kiếm tiền ở cái trang Thambook này. Đây, sau khi mà chúng ta đăng ký, chúng ta có được cái tài khoản rồi thì đây chính là cái giao diện của các bạn này. Đây, tên của các bạn này. Và ở cái liên kết ngoài cùng đây là cái liên kết giới thiệu để kiếm 15% hoa hồng trên thu nhập trọn đời của bất kỳ ai trọng khi người ta đăng ký dưới bạn. Ở đây có một cái link để cho chúng ta lấy link này để chúng ta đi giới thiệu. Thì những bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản này thì các bạn hãy xuống dưới phần mô tả video của tôi để cái link đăng ký ở đấy, thì các bạn hãy đăng ký. Và khi mà đã có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta làm nhiệm vụ. Thì chúng ta nhìn ở trên này, chúng ta thấy được đây bảng điều khiển này, thu nhập này, kiếm tiền này, người quảng cáo này, vân vân, thanh toán, cài đặt, trò chuyện, thì rất nhiều các cái mục. Thì chúng ta làm nhiệm vụ, chúng ta vào cái phần mục kiếm tiền ở đây, chúng ta bấm vào mục kiếm này. Ở dưới này có 12 cái nhiệm vụ để cho chúng ta thực hiện làm hàng ngày. Ở đây thứ nhất là vào đây để mục khảo sát, rồi nội dung đăng ký, TikTok, video tham khảo, rồi cung cấp, rồi cuộn này, mà ngẫu nhiên này, bỏ phiếu này, giúp thăm trúng thưởng này. Thì các bạn sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ như sau. Thì các bạn có thể, trước hết là chúng ta vào đây, chúng ta làm các cái nhiệm vụ khảo sát để chúng ta kiếm thêm tiền. Thì ở đây các cái bảng cái danh sách này có rất nhiều các cái nhiệm vụ để cho chúng ta lựa chọn đây, và tương đương với nó là các cái số tiền chúng ta kiếm được trên mỗi cái khảo sát. Ví dụ đây là 0,75 đô này, 0,87 đô này, hay là đây là 0,2 đô, 0,3 đô này, thì có rất nhiều chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta làm. Ví dụ đây khảo sát các bạn được 1,47 đô này. Đấy, ví dụ như ta vào một cái này để ta làm thử. Như này khảo sát các bạn này. Để chúng ta bấm vào chỗ này. Đây, ví dụ như cái phần khảo sát này. Thì chúng ta trước hết là chúng ta phải dịch sang cái phần ngôn ngữ của chúng ta để chúng ta hiểu được hơn. Người ta là tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt này. Đây, tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện. Sự đồng ý của bạn, ta bấm vào đây để chúng ta đồng ý. Tôi đồng ý với chính sách này. Tôi đồng ý với việc sử dụng cookie này. Nghiên cứu thị trường này. Rồi, những cái này là bắt buộc chúng ta bấm vào đây. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là bạn sử dụng thiết bị nào sau đây để chơi game: điện thoại di động, điện thoại thông minh hoặc tổ chức cầm tay khác, điện thoại này, máy tính hoặc máy tính sách tay là có này. Đấy, ví dụ như ta sử dụng cái nào thì ta bấm vào cái đó.
Để trung bình bạn nghe bao nhiêu giờ radio mỗi tuần? Ví dụ như là 5 giờ hoặc ít hơn. Bạn tập thể dục, tham gia thể thao bao nhiêu giờ một tuần? Ví dụ như là 3 đến 4 giờ mỗi tuần này. Ta bấm vào cái chỗ này. Rồi ta bấm vào tiếp tục ở đây. Rồi, tức là đại loại là cái cách chúng ta làm là chúng ta làm khảo sát là như thế. Thì cái này chúng ta có, những bạn nào có thời gian thì chúng ta tham gia vào cái việc mà làm khảo sát tương tự như thế này. Còn nếu các bạn mà không có thời gian thì chúng ta lại làm ở các cái phần khác. Hoặc là chúng ta, đây chúng ta sang cái phần nội dung ở phần này. Đây nội dung thì có hai phần, nhấp chuột và trình chiếu. Tổng số ưu đãi có sẵn là 17, số tiền có thể kiếm được là 0,026 đô. Đấy. Ở đây là các cái để xem các cái nội dung này trong 60 giây thì chúng ta sẽ được là 0,04 đô la. Ví dụ như cái bài này thì chúng ta xem chúng ta được 0,04 đô la. Cái này xem 60 giây, nội dung này xem 60 giây này, nội dung này xem 5 giây này, thì chúng ta làm hết cái nội dung ở trong đây 17 nội dung thì chúng ta sẽ được là 0,026 đô. Ví dụ chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem. Đây. In this tutorial, I'm going to show you how to buy referrals or sign-ups using the Timebucks advertising platform. So once you're in Timebucks, chúng ta có thể tắt tiếng đi cũng được. Nên là xem trong 60 giây là được. Đây chúng ta thấy là cái thời gian nó cũng đang chạy ở chỗ này này. Thế là ta đã xem được rồi, tức là ta bấm vào đây phát âm thanh khi hẹn giờ kết thúc thì chúng ta sẽ đạt được. Đấy, như vậy là ta đã có được lên là 0,08 được rồi. Ta tiếp tục ta xem cái gì này. Rồi. Đấy. 0,012 rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta lại bấm vào đây để chúng ta xem này. Rồi, chúng ta thấy nghe tiếng như thế là được. Rồi, chúng ta tắt đi. Ví dụ như cái cách xem ở cái bài này là như thế thì chúng ta cũng có thời gian thì chúng ta làm nhé. Nếu chúng ta bật cái âm thanh đấy lên thì chúng ta thấy là khi mà nó có cái âm thanh đấy là chúng ta đã được tiền rồi, thì chúng ta không cần phải xem nữa, chúng ta có thể tắt đi. Thì ngoài ra thì các cái nội dung khác thì các bạn cũng tự vào đây để các bạn làm. Thì đây chúng ta thấy là được 0,0023 đô rồi. 24 rồi. Thì tiếp theo ở cái mục tiếp theo này là mục đăng ký đằng bên đây. Tổng số ưu đãi là 12 này, tiền có thể kiếm được là 0,403 đô. Rồi ở đây là mua giới thiệu hoặc là chúng ta đăng ký một cái chương trình nào đấy thì chúng ta sẽ được tiền. Ví dụ như đăng ký chúng ta vào cái phần này. Để cái nhiệm vụ là làm cái gì? Thế là hoàn thành xác minh robot bên dưới và nhấp vào bắt đầu để đăng ký. Và bằng đăng ký bằng cái Gmail của chúng ta trên cái trang này. Và sau đó gửi cái bài đăng của bạn sẽ được nhà quảng cáo chờ duyệt để xác minh rằng bạn đã thực sự đăng ký. Thì cái phần này các bạn vào đây để các bạn tự làm. Thì cái phần này thì cũng không có thời gian nhiều nên là hướng dẫn các bạn như thế thôi. Và cái nhiệm vụ thứ tư là TikTok đây. Là bạn không thể sử dụng trang này mà không thiết lập trang của bạn. Nhấn vào đây để thiết lập trang của bạn. Chúng ta có thể nhấn vào đây. Chúng ta liên kết cái trang TikTok của bạn vào cái phần này. Đây, truy cập vào trang
tiktok.com và tải ứng dụng về điện thoại của bạn. Tạo một tài khoản với Gmail hoặc điện thoại di động của bạn và chọn một chủ đề cho tài khoản của bạn có một cái nhìn dưới đây về một số ý tưởng cho chủ đề. Rồi, cái này thì chúng ta có điện thoại thì chúng ta làm. Đây, bạn sẽ kiếm được tiền thưởng $1 khi mà thiết lập một trong một trang và xác minh bài đăng đầu tiên của bạn. Rồi, chúng ta làm xong cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ được $1. Và tiếp theo chúng ta sang cái phần tiếp theo là phần video ở đây. Cái phần này thì nó tải hơi lâu thôi các bạn. Có thời gian thì các bạn vào đấy các bạn xem cách làm như thế nào nhé. Tiếp theo chúng ta sang cái phần bên này. Phần bên này sẽ cung cấp cho chúng ta một cái link để chúng ta đi chia sẻ cho mọi người, tìm để mời bạn bè. Thì ở đây là các bạn có thể là lấy cái link của các bạn đây. Mỗi người sau khi đăng ký xong thì đều có một cái như thế này cả. Để chúng ta chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội hoặc là cái khác để chúng ta mời bạn bè vào đây. Thì chúng ta sẽ kiếm được 50% hoa hồng cho bất kỳ người nào đăng ký dưới chúng ta. Thì cái phần này các bạn copy để các bạn đi chia sẻ mời mọi người đăng ký tham gia vào cái trang này, chứ cũng không phải mất cái đồng phí đồng tiền nào. Chúng ta chỉ được lợi thôi, chúng ta đi chia sẻ cho người khác và người khác đăng ký thì chúng ta sẽ được tiền, chỉ có như vậy thôi. Chúng ta không phải bỏ một cái đồng tiền nào vào đây để chúng ta đầu tư hay làm cái gì cả. Rồi, tiếp theo chúng ta sang cái mục này. Đây, trong nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được tiền miễn phí theo cái nghĩa đen. Nên là tất cả bạn phải làm là nhấp vào. Tùy thuộc vào số bạn nhận được, bạn sẽ được thanh toán theo bảng thanh toán bên dưới. Bạn có thể quay lại sau 24 giờ để chơi lại để giành được $10. Ngay cả khi bạn không giành chiến thắng, bạn sẽ luôn kiếm được tối thiểu là $0.02. Bạn cũng sẽ kiếm được 50% cho bất cứ điều gì bạn giới thiệu nhận được trong trang này. Là bạn sẽ kiếm được 50% hoa hồng cho tất cả tiền thưởng giới thiệu từ cấp 1. Tiền miễn phí sử dụng liên kết giới thiệu của bạn bên dưới để giới thiệu cho bạn bè với Facebook để họ cũng có thể nhận được tiền miễn phí. Đây là cái link giới thiệu của chúng ta. 50 người chiến thắng giải thưởng cuối cùng. Đây có rất nhiều những người mà người ta đã làm. Trong cái tab này thì bạn sẽ được trả tiền để hoàn thành nhập mã cấp tra. Bạn sẽ kiếm được $0.003 cho mỗi 20 cấp tra mà bạn hoàn thành thành công. Thì cái có thời gian thì các bạn làm, mà không có thời gian thì các bạn làm các cái nhiệm vụ khác. Rồi chúng ta sang cái phần tiếp theo là phần bỏ phiếu này. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần dịch sang đây. Trong nhiệm vụ này bạn sẽ được trả tiền để hoàn thành một bài kiểm tra bình chọn bạn muốn thay. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web của bên thứ ba để hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiều nhất sẽ nhận được là $0.2. Bạn có thể xem các cái số liệu thống kê dưới đây. Vì chúng ta bấm vào đây để chúng ta tiếp tục làm các cái nhiệm vụ. Và cái nhiệm vụ thứ 12 của chúng ta là rút thăm trúng thưởng này. Đây, Facebook có giải thưởng rút thăm trúng thưởng hàng tuần. Trong đó là tổng giải thưởng là $500 được trao cho 30 người chiến thắng mỗi tuần. Là những người chiến thắng được rút ra vào 12 giờ sáng thứ 6 mỗi tuần. Khi các giải thưởng được rút ra, các mục của bạn sẽ được đặt lại về không. Nhấp vào đây để đọc các cái... Đây, chúng ta có thể vào đây chúng ta xem. Đây là các danh sách các cái giải thưởng mà chúng ta sẽ nhận được. Thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem thêm về các cái điều kiện, điều khoản cho rút thăm trúng thưởng như thế nào và cách làm ở trong cái phần đó. Thì trong cái video này chúng tôi giới thiệu với các bạn là 12 cái mục kiếm tiền đối với cái trang mạng Facebook này. Và đây là một cái trang mà kiếm tiền cũng rất là mới và rất là hay.
Thì những bạn nào mà chưa đăng ký cái trang này thì các bạn hãy xuống cái phần mô tả của video để chúng ta đăng ký miễn phí, không mất tiền, để chúng ta kiếm thêm tiền từ cái dự án này. Và nếu trong cái quá trình mà đăng ký hay quá trình mà làm việc kiếm tiền thực hiện các cái nhiệm vụ này mà có cái điều gì mà các bạn đang còn băn khoăn hay thắc mắc thì các bạn có thể là để lại cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và cuối cùng chúc các bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền từ dự án này. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của chúng tôi.